Ngã. Đây rồi, nước vào rồi, đeo rồi. Đâu? Đây một con. Con này béo thế nhở? Đây bạn ấy, con cái. Đây. Ok. Có con đực chứ con này. Con này con đực thôi, con này là con cái con nhỏ. Xem có khi nó lại từ trên kia xuống đấy. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Nhịp Sống Tây Bắc của mình nhá. Mãi trời mới mưa các bạn ạ. Hôm nay mưa nên là mình với các chú lên trên rừng để tìm bắt con bọ cánh cứng về ăn. Mình chả biết là con đấy là tên là gì nên mình cứ gọi là tôm anh nghiêm đó, kìa nó bay trên cửa. Tiếng Thái của bọn mình gọi là tôm anh nghiêm các bạn ạ. Còn dịch ra tiếng phổ thông thì mình không biết gọi gì nên mình cứ gọi chung chung là bọ cánh cứng thôi. Hiện tại thì trời vẫn còn tầm khoảng 6 giờ sáng thôi. Anh em bọn mình đi bắt một tí rồi về còn đi bừa các bạn ạ. Thấy không? Mưa sướng đấy. Cơn mưa. Mưa thế này thì chuẩn bị cấy thôi. Cả tháng rồi không mưa các bạn ạ. Nhưng mà kể nó đi, tí nữa con đực nó vì mò ra mà. Đấy. Tí nó bay mất đấy. Cái này bay luôn. Tí của nó đây kìa. Đang có trứng đâu nó. Đâu có trứng được. Đâu. Có trứng như này, đít nó nổi ra kìa. À. Con này mái. Em mái nhảy. Phải em mới không? Em mái nhảy. Em mới nhảy. Đây một con này. Đó, nó bò rồi. Con này là con trưởng thành của cái con mà hôm nọ mình đào ấy. Hey, mình bảo là con đuông tre các bạn ạ. Cái này là nó bò từ gốc cây tre ra các bạn ạ. Em đã không biết xin giờ nào nữa. Chắc là hôm nay chắc là nhìn giờ mưa đấy cho anh. Bay mất con rồi kìa. Ô bay kìa, đuổi đi kìa. Gọi nó quay lại mà các bạn. Xem các bạn nhá, các bạn gọi nhá. Chạy mất rồi. Ném đất vào nó. Được chưa? Ô được rồi nè. Ba con luôn à? Gồm kia nhiều thế nè. Đây này. Xếp rồi. Đây này. Ô, năm con này con này. Ô, cẩn thận đây. Cánh tay hơi bị căng luôn con này. Ô, có hai con đang kết hợp. Đang giao lưu và con. Con nghiêng nghiêng kia bay ra. Được mà, con đấy vẫn được mà. Con, à. Con kia là kéo theo mà chết thêm 4 con à. Dạ anh này cho vào đây. Đây. Cầm đi. Để em tìm. Mình gọi ấy, chú anh mỏi hết cả mồm. Con nhìm nhìm này. Con đực này chạy theo luôn mà. Trên này một đôi đang đuổi đáo nhau đó. Này anh này. À đây, vào đây đi. Mình ép mái cho nó thử cho nào. Mình ép mái cho nó đi. Nó có tự bỏ không? Bỏ rồi. Hả? Thơm nó kiểu nó ra bây giờ. Nó vừa làm xong rồi. Cho mái thử đuổi mái thử cho nào. Xiên nó có đó. Úi rồi. Cái này là con mái này, bây giờ con đực này. Con đực này răng nó dài như này. Đúng rồi, con đực to hơn các bạn ạ. Con đực to hơn và răng dài hơn. Dài này. Đây con mái này. Đây nhặt con ở chân đi kìa anh. Không có tay nhặt đâu. Đây, nhặt đi. Ôi, nhặt đi. Mình không có tay nhặt. Con nó bay mất đấy. Bữa này. Bữa này không biết mình ăn thế nào nó mới biết đấy nhỉ. Đây các bạn này.
tắc và mình phải để trong tủ lạnh ăn dần quá. Đâu của chú Vinh đâu đây cả, chú Vinh đi. Ba con này. Ba con. Chắc là mà mình mà đây kìa. Đi mất rồi. Đi mất rồi. Thấy một con đang bỏ đi bỏ lại các bạn ạ, con đực. Ô đây đây, cho anh ơi. Ô hai con ơi. Ôi đang bay, đang bay. Đây đây, hai con đang lấy đây, cháu không có tay cầm ấy. Không, nó bay mất đây này. Đây này. Đây này, không đóng nó hai con đực thôi mà. Con này sắp bay rồi đấy. Con đực nó mới bay mà. Con cái nó không bay đâu. Con đực nó bay đi tìm con cái. Vì trời mưa xuống thế này thì nó mới chui được từ dưới gốc cái tre này lên này con này, để nó lên là để nó giao phối với nhau rồi. Mưa nó cao này. Đúng rồi. Nó có chỉ có thì có không mưa thì nó tháng 6 tháng 7 thôi. Có nhiều nhất là 2 tháng đấy thôi. Hay có nhiều nhất là ở mấy cái bụi tre như này này. Cái này là cái con mà hôm nọ anh em một mình ăn đuốc tre ấy. Đây là con trưởng thành của nó đấy. Nó ra phối nhau, nó ra đóng nhau mà. Nhưng mà căn bản là con này không đóng ngược kiểu giống như con bò dừa đúng không? Không, không giống con mành nùn đúng không? Con đấy là mành nùn, con này là con mành nhìm con này. Răng của nó nhìn như kiểu cái kìm ấy ghê phết. Con này cắn đứt cả tay đấy. Chú đang đi tìm ở trên kia. Mình thì này bạn này. Đi dép đi chân đất không thể leo nổi luôn. Trơn lắm. Bởi vì cái nương này là trước là họ chỉ dẫy bằng cái cuốc ấy, họ không cuốc xuống mà chỉ dẫy cạo cỏ lớp bên trên ấy. Nên mưa xuống thì nó trôi cái dưới lớp dưới rất là cứng nên là đi toàn bị trượt thôi. Các chú đi ủng thì bám ác luôn. Nên mình chỉ tìm ở dưới này thôi. Còn trên dốc dốc thì các chú đi tìm. Ôi chà, đây hai con nữa các bạn ạ. Con này cắn tay ác lắm. Là nó thích kia cơ mà. Trơn quá. Ôi trời ơi, đứt vào đôi dép rồi. Đâu? Đứt vào đôi dép rồi. Đẹp thế. Đứt lên bên này này. Thôi. Cái này. Đứt ra đứt rồi. Về nhà khâu đấy đi. Khâu thì vứt luôn. Ui. Vứt luôn à? Đẹp thế. Thôi. Lau vào cây cà phê kìa. Mình đi dép lên. Ông khôn ông đi cần. Trơn lắm. Đây bạn này, rất là trơn nhá. Ôi. Ngã phát đầu thế. Bứt với cả đôi dép. Đi rồi. Giờ này ai ăn kem kem đấy không có để bán nữa đâu. Cái này trơn thế này cơ mà. Tại vì cái này mang về vá lại. Tại vì họ không cuốc sâu ấy nhở. Nếu mà cuốc xuống thì nó không trơn thế này đâu nhở. Ôi khó đi lắm. Đợi em thơm có ủng đi ngon thế. Bám đi. Cũng cũng ngã luôn à? Ngã một lần rồi quần mưa áo quần mưa của mình rách luôn này. Kìa nó bay mất rồi. Đúng rồi. Chạy mất rồi. Kìa chạy quay lại với chú ơi, chú Vinh ơi. Nhím. Quay lại rồi. Quay đầu đi.
Con này, con này tỉnh táo đấy. Con này nghe tụi anh cắt cơn nó chạy mất rồi. Đây đây. Đập nó phát đứt luôn cả cái dây mũ này. Đi mất rồi. Răng nó nghiền này. Răng nó nghiền này. Con này khôn phết nhỉ. Biết thêm mình gọi cắt cơn thì con kỳ nó quay lại đấy. Cơn đấy mày. Phải sợ tí thôi. Cẩn thận đấy, gai nó chọc vào chân đấy. Nó trơn áp. Ủa chơi. Đi đi theo men thôi bên này này. Thế bên này thì chắc được rồi. Ông này người ta đi ủng hết, ông này đi chân đất này. Dép thì đứt thì vứt đi. Không đi dép lê kiểu này mới chết rồi này. Để chú Vĩnh đi ngon lành luôn. Đó, có ủng thoải mái rồi. Giờ đi về các bạn ạ. Chuẩn bị chí ăn. Cái đoạn này mới ghê này. Này các bạn. Trơn lắm. Chân đất thì ôi trời ơi, thế này thì mình đi thế nào được đây. Các chú đi còn bám vào cây thế này ấy. Lần sau phải chừa, phải đi hết ủng thôi. Vì phải đi mua ngay một cái đôi ủng giá, chứ nó ngã luôn. Ôi mình còn phải đi cầm theo cái ô này nữa các bạn ạ. Bởi vì sẽ ướt máy quay. Máy thì cũng trong nước đây nhưng mà hạt mưa nó cứ bắn vào cái ống kính của nó ấy, nhìn nó cứ mờ mờ ấy. Này phải quay. Đấy. Tại vì cái ô này nó thôi. Tại vì hạt nước cứ bắn vào ống kính ấy, nhìn rất là khó chịu luôn. Cứ tí tí lại phải lau mệt lắm. Thế nên là anh phải đầu tư để mang theo cả một cái ô nữa. Đây bây giờ cho xem thành quả của anh em và mình nhá. Chắc phải được hơn 30 con. Đây. Ôi. Tí nữa về đổ vào thùng sơn đấy nhỉ. Đây này. Đây bạn này. Ui, bò lên hết rồi. Bò lên hết rồi. Kìa. Hả? Xuyên tỉ cành ấy. Đây. Đây con này cắn ghê lắm, các bạn xem răng đấy này. Cứ gặp rồi đấy. Thôi, cứ gặp rồi nó cắn đâu. Con này. Ui dồi ôi. Như kiểu dao lam ấy. Đây các bạn ạ, mình sẽ cho nó cắn xem nha. Con này cắn ghê lắm, răng nó này. Chân của nó bấu vào thì không cầm được. Đấy. Đây. Sắc như lam luôn đây này. Con này ăn tươi được mà. Đây này. Cắn này. Đây bạn thoải mái xem nào. Ui. Để nó thử cắt cái này. Để cắt cái này thử. Nó có khỏe không? Cái này chắc là phải hơn máy nghiền mình ấy nhờ. Ừ, đúng rồi. Máy nghiền mình không. Để nó chơi cái này thử xem nào. Nó như kiểu trứng chọi đá cho anh ạ. Anh thêm ơi. Gặp cái nào thì nó cũng cắt. Trời ơi, xem thành quả. Anh em mình thử xem nào. Ôi xem nào. Ôi nhiều này. Rách cả cuồn đấy. Chưa cho. Con kia béo nhỉ. Con này nguội lắm. Con này anh Vĩnh này. Con này béo thế. Cái này đã xấu được không nhỉ? Được mà. Con này được. Nó có máu đâu. Bỏ chân ra đi. Không có máu. Cái này đứt mồm luôn. Dạ. Có cứng không cho anh? Được rồi. Ui nó ra hết rồi đây này. Nó bay mét đấy. Ăn được mà em thơm này. Ăn được à? Đúng rồi. Thế là máy nghiền của cho anh hơn nó à? Đầu nó cho cháu thử xem nào. Cho anh ăn mỗi một con này. Ui. Xuống đi. Mình không ăn nữa đi. Dài xì xì không? Dài lắm. Cái này chắc chỉ ăn nước thôi cho anh ạ. Ăn nước thôi. Bởi vì mình không răng giòn này. Vỏ của nó này. Chú ăn nước thôi, chú phì vỏ ra đi. Đúng không? Đấy, phì vỏ đi, đấy. Cứng quá. Cứng không ăn được đúng không? Con đôi này. Đây ăn nước thôi. Bây giờ xào ăn ngon đấy, xào mấy măng chua. Ngon rồi. Xào măng chua. Thôi về thôi các bạn. Nước măng chua của mình á. Ngon mà nước thánh. Đấy, con này các bạn. Hết rồi. Ở đây còn một con. Con này các bạn. Tầm 3-40 con đấy. Xem này anh. Vì gần đây.
thì đóng nhau. Nó còn đóng nhau như thường đây này. Như kiểu cắn nhỏ ác. Hai con này chiến tranh ác này. Thật nhỉ. Bây giờ là chuẩn bị nấu ăn thôi. Đây gia vị đây. Có ớt này, lá chanh này. Và xả thôi. Và tí nữa là nước măng chua. Đấy, hôm nay là có cả đội em mới đến tham gia nhé mọi người. Vừa thơm với em làm kiểu, cùng cái này. Giống như kiểu em mới không áo ấy. Không áo ấy nó. Hãy chuẩn bị nấu món đấy nhé mọi người. Hôm nay là có vợ Thơm làm cho đấy. Hôm nay vợ anh chịu khó nhá, xuống bếp nhá. Làm cho nó ngon vào nhá. Đây, đi đưa cái này lên. Em hôm nay vất vả rồi, cố gắng nhá. Khi cẳng thế, động viên vợ ác thế. Cắn này. Chín rồi. Rất là ngon các bạn ạ. Này. Mùi thơm lên chưa em? Em lọa đây bây giờ đừng có thơm ra không? Có thơm, thơm rồi. À, dạ. Hơn cả chồng mình à. Hơn cả em thơm à. Hơn cả anh thơm rồi. Hơi căng đấy nhỉ. À, thử bí nữa ơi trời ạ. Hôm nay mưa nhé các bạn ạ. Hôm nay mưa nên là sẽ có một bữa cơm thân mật. Đó gia đình em Thơm và gia đình chú Anh, mình và chú Vĩnh nữa. Hôm nay ấy mà em. À hôm nay là có sự tham gia của vợ chú Anh và vợ em Thơm là bởi vì là sáng nay là vừa gặt vừa bừa xong rồi. Có nghĩa là vừa các chú thì đi bừa còn các cô thì làm bờ của nó cơ. Có nghĩa là nạo bờ các thứ rồi lấp bờ lấp giếc là các cô làm. Phát cỏ ở bờ ấy.
Cái này hôm nay cái xong này rồi. Như kiểu mình tổng kết lúa mình ý nhỉ cho anh nhỉ. Tổng kết bằng sâu bọ nhỉ. Chẳng có gì anh em đi kiếm mà đây. Đúng rồi. Anh em mình đi kiếm mưa dầm mưa kiếm được con này này. Nhất từ đấy. Đặc sản mà. Mời các bạn nhá, cái này ngon tuyệt đỉnh luôn nhưng mà rơi vơi đá nhỉ. Đợi chứ. Ôi thật chua mát ui. Đây mâm cơm này các bạn ạ. Rất là ngon. Đây là có các món này này. Đây là hoa chuối này. Đây là con bọ kia này, còn đây là xá. Cái này là canh của con ếch. Hôm qua là ếch với con ngóe, hôm qua chú anh đi soi. Còn cái này là rau má chấm với tương thối các bạn ạ, đây là tương thối đây này. Đó. Tương thối chấm hoa chuối là nhất. Nhất rồi thật. Chẳng có cái gì bằng đâu. Chú anh. Sao? Xong chưa? Xong rồi đấy. Hôm nay mưa gió đi, hôm nay anh em đi tìm sao bọ để cắt cơn tí đi nhỉ. Cắt cơn. Mời các bạn nhá. Mời anh em cùng nhá. Mời các bạn nhá. Mời tất cả anh em. Ai à. Bây giờ xem tay nghề của em làm thế nào, chế biến thế nào nhá. Mời anh Hùng một con à. Ôi cho con béo thế. Cho con cái chứ, con đầy trứng chứ. Đúng cho mình con có trứng này. Ôi cho chú Vinh con bé tí chứ. Chú anh này là con to nhất nhá. Con to đấy, con to đấy mà con đực thôi đấy, không có trứng đấy. À đúng rồi, con đấy đấy, con đấy đấy. À đúng rồi. Đúng rồi, con đấy. Ôi để chú xin này. Okay, là con mình to nhất mà. Con của chú anh to nhưng mà con ấy không ngon đâu, phải to con em Thơm đấy. Phải con mái đấy. Con mái mới ngon cơ, đây đây. Đít cho thò ra kìa. Đấy con của mình đây, cái rồi. Kiểu vợ mình ấy. Đây. Cho mình con mái cho anh. Ô cảm ơn nhá. Ô con mình cũng con được như chú anh thôi. Vợ chú anh nhá. À đây cho vợ chú anh à. À chú anh không có vợ nhá. To nhưng mà con đói thì nó căng thế nhỉ. Con to nhất thì ngon nhất. Vợ mình ấy cho mình con mái kiểu rằng kiểu thích tính của mình ấy, tính của mình hay đi tìm em mái mà. Biết chọn cho mình ngay con mái ngay mà. Ôi cảm ơn vợ nhá. Ăn ngon miệng nhá. Hình như cả cánh nó mà ăn làm thế là như thế nào nhỉ? Thơm mà nó khốp. Cảm giác mình như kiểu nối lại tình xưa ấy. Như kiểu từ thuở ngày xưa mình quen nhau ấy em ạ. Nó ngọt như kiểu đấy. Nhưng mà ngày xưa con này để mà ăn anh nhỉ? Đấy, đúng rồi. Càng thế nhà vợ chồng đấy. Cảm ơn em nha. Ngon quá. Cảm ơn em Đoàn nhá. Để cho ăn đúng không? Nợ trong vườn trong nhà các bạn nên là khó lấy nét quá. Khó cực kỳ luôn đấy. Xem bộ răng của nó không đủ ánh sáng. Sắc lắm nhỉ. Bây giờ chú Vinh ăn răng luôn à. Nào, chưa không? Giòn lắm. Chú chớm ăn đây này. Thơm chớm ăn này. Đây chú anh đây này. Chú anh tưởng ăn cả cánh chứ bỏ cánh à? Bỏ quá. Không, nếu mà mình làm ý, mình sẽ bỏ cả cái trơn cả cái cánh ra nhưng mà em Loan làm thì mình bắt buộc phải ăn nữa thôi. Đâu mình thử thưởng thức thử tay nghề của em Loan xem nào. Em Loan làm cho ăn thế nào mình ăn thế đấy đúng không? Ngon đấy nhỉ. Giòn, ngon không cho anh như nào? Thơm. Giòn ngon. Thơm lắm. Thơm, ngon mà này, con này này. Con này nó có con này nó có thịt nhiều mà. Đúng rồi, con này có thịt nhiều. Ngon thật. Có giòn không? Trước kia mình hay làm. Trước kia mình làm nhưng mà thì lộ mình kém hơn Loan nhiều. Đấy chứ. Tưởng bốc ác thế. Kiểu là sau muốn cho nấu tiếp ấy nhỉ. Bây giờ sau này nếu mình kiếm được sao bọ thì nhờ Loan. Đúng rồi. Chia cho đúng rồi. Anh nghĩ còn Loan. Xem cô Hoa với Đoàn ăn xem nào. Ăn giòn sứt sứt kiểu giống như anh em mình ngồi kiểu giống nhà hàng ấy. Có ra nhìn lại đó là nhà mình. Như kiểu nhà hàng nó chế cho ăn à. Cắm thế nhỉ. Mình tưởng nhà hàng nó là nhà mình chứ. Nhìn như lại là nhà mình à. Cứ tưởng là nhà hàng sâu bọ chứ nhỉ. Hôm này bây giờ là chú sẽ đớp à? Chú sẽ đớp. Chú đớp đớp răng răng đầu của nó xem trình độ của nó thì răng nó có bằng răng của chú không? Chú có máy nghiền ngay. Không, mình kiểm tra răng mình thôi. Khlop khlop ác thế chú anh. Giòn mà. Sướng lắm. Dai không? Sật sật à. Có thể già đúng không? Nếu mà mình mà xào ấy chắc chắn không ngon như kiểu Loan xào đâu. Đoàn cũng bỏ cánh kìa. Tưởng bộ đi cả cánh thì ăn cả cánh chứ. Cánh thôi để cho anh ăn đi. Thế bọn anh đi tìm dầm mưa đi đấy. Bỏ cánh cửa. Còn ngã mấy lần đấy. Thơm còn rách cả quần cơ mà. Tí nào về khâu cho nó nhá. Ngon được ăn quả bí mà. Thơm nhưng mà không cay bằng Thơm. Thơm thì rách quần, mình thì rách dép thôi.
bỏ cánh nó đi tí nhỉ chú anh nhỉ. Ừ đây. Nè mặt chân của nó rồi. Đây bên này còn mấy bộ cánh này chú Thơm này. Còn chấm tương thối ăn à? Đoàn này có vẻ thích chấm tương thối nhỉ? Bây giờ chấm tương thối ăn rồi. Hôm nay nước chấm này này. Đấy cái tương thối. Đoàn chấm tương thối các bạn ạ. Mày các bạn nhá. Sướng thế nhỉ? Cắt cơn. nhìn Đoàn thẩm thực giống như kiểu chú anh ấy. Ăn phong cách nhắm mắt vào giống như chú anh ấy. Kiểu hình như kiểu giống như kiểu biết ăn đấy đúng không? Biết ăn đấy. Nhá bây giờ là như thế này nhá, xin phép anh em 42 em mới là hai em mới. em mới kia cô Hoa còn được, em mới này cũng được đâu nhá. Chú ấy quen mồm mà có gì đâu bảo chú đấy nhá. Sức khỏe chú quen mồm rồi, quen mồm nhưng mà cho hai em mới này ăn nhá. Càng ghét nhỉ. Đi thay nhà em mới rồi này. Thôi chẳng biết làm sao xấu rồi. Hoa quả sơn của chú ấy đấy. Rau sạch chứ. Không phải ấy đâu, nhưng mà thích sạch nữa là phải xuống chợ đâu. Cái này mà rau này ngon. Rau này là đúng rồi, rau này vừa rồi là mình đi tìm con kia là bọn mình lấy trên đồi về đấy các bạn. Có cả rau má này này. Cái này rau thì người ta gọi rau xanh chứ không phải rau sống. Cái này à, cái này rau này hái vì nó chết rồi mà. À thế à? Ừ, phải gọi là rau chết. Rau chết. Ai gọi rau sống. Chấm tương thối. Xuống lắm. Mình thì cứ phải cắt cơn sau bỏ no đã rồi mới đến lượt sơn. Hoa chuối. Hoa chuối của mình ơi. Đúng rồi. Đấy. Món hoa chuối là món sở trường của bọn mình các bạn ạ. Món hình như bữa nào gần như hôm nào cũng có. Cứ lên rừng mà tìm thấy hoa chuối là lấy về ăn luôn các bạn. Anh Vĩnh chưa cả củ gừng to thế cả. Ông chú thích ăn gừng lắm. Nhưng mà có món tương thối này phải có gừng no. Đây, miếng gừng to đùng cả củ luôn ấy. Úi giời. Ăn cả củ gừng luôn này. Chắc cay lắm nhỉ, nhưng mình không ăn được cay. Mình không không ăn được củ thì ăn cây à? Mình không được củ nữa thì mình ăn cơi nó thôi. Chơi cơi nó sướng cái này. Ngon. Già quá anh Bính ạ. Già quá. Già quá. Già quá. Nó già mà. Ăn khó lắm. Cây nó ăn khó nhỉ. Cây nó ăn khó đúng không? Thế rồi. Thế à, có củ non kìa, củ cây non, cây non kìa. À, cái gì nhỉ? Cái gừng non. Xả. Củ xả chấm tương thối. Đây chú anh ăn gừng này các bạn này, các bạn xem ra. Các cây gừng. Gừng non. Ăn như kiểu ăn đùi gà ấy nhỉ. Rồi bây giờ mình ăn thôi các bạn ạ. Vì các chú ăn mãi rồi, chán rồi đấy. Bây giờ mình sẽ ăn phần con này của mình nha. Ăn đi hai em mới thoải mái đi anh. Mình ăn này còn con thứ hai ăn rồi. Ăn mạnh về đi hai em mới. mình là sợ phí gia vị mình phải ăn đến phần nào mình phải liếm xong đã liếm hết sạch ra rồi mình mới lại ăn mà. Nếu mà không nhai được ấy. Không vứt đi đâu. Sao bỏ ngon mà. Rất là ngon. Đây gia vị Loan làm này, ngon này. Ngon, bám ướp mày. Quá tuyệt vời luôn. Đây các bạn nhá. Mình bóc cho các bạn xem bên trong nó có trứng ngon lắm này. Thế này. Gia vị xuống rồi. Bao khoảng năm rồi. Trên đen bảo đến thôi. Đây trứng này. Đây các bạn, đây này. Rất là nhiều trứng đây này. Ăn cái này còn này mới chất này. Chưa có cánh không? Xuống thôi. Con này chắc không có trứng rồi. Không có trứng nào. Con nào con cái là có trứng hết. Bỏ ra xem nào. Đây này. Đây. Trứng đúng không? Trứng ngó này. Trứng. Này đúng không? Trăm trứng rồi luôn này. Nhưng mà con này chính xác rất là trứng nó quá nhanh đúng không? Buổi sáng thì anh em đi tìm nó chỉ thấy lóng nhau thôi. Bây giờ có trứng rồi cơ mà. Nhanh thế nhỉ em không nhỉ? Con này nó phát triển nhanh quá. Nó có trứng à? Con này nhiều trứng. Để tối lên này. Cái này chú anh cho vợ hay là đổi luôn con à? Đúng em. Có nghĩa là cho vợ con có trứng còn mình thì ăn con không có trứng đúng không? À món sò bọc bọn mình hết rồi. Ăn đây ngon mà. Đấy. Rất là ngon. Nói chung là hôm nay ở trong bản mình rất là nhiều người đi tìm nhá các bạn nhá. Bọn mình đi tìm ở chỗ là không có nhiều mấy đâu, nếu mà chăm chỉ đi xa thì ở rừng măng đắng ấy cực kỳ nhiều luôn. Có khi được 2 3 cân, 4 5 cân là bình thường luôn. Nhiều mà con này nó nhiều mà. Nhiều. Nhưng mà đi xa mình mưa xuống. Mưa nó mới ra nhỉ. Tháng 6 tháng 7 này nó có đâu. Tháng xuống mà con này. Mưa nó càng ra đấy. Ôi hoa quả sơn vào đây, cắt cơn đây. Cái hài của nhớ. Có
Ở nương Chú Vĩnh ấy nhở, nương Chú Vĩnh chắc là nhiều lắm nhở. Có măng đay nhiều mà đúng không? Cây lay nhiều mà. Mưa xuống mà phát nên nhiều mà nó bay ra nhiều mà. Bay ra nhiều lắm. Có lay. À, thôi một cơm một mình đấy con ạ, ăn túc tắc. Hoa quả sơn thì rau cỏ thì còn nhiều lắm mà. Con kia thì chắc là vẫn được tầm mọi người tầm 1-2 con nữa. Ừ, hết rồi. Chắc là mình cũng xin phép được kết video của mình tại đây thôi. Rồi má đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhá. Xin chào các bạn nhá. Cắt cơn này. Đấy, Chú Vĩnh ơi. Ăn rau má xuống. Xuống ăn con này. Được rồi. Xuống ăn. Ăn đầu của nó.